Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Có một cái câu nói là có tiền thì mua tiền cũng được, và mình nghĩ là câu nói này thì nó không có chính xác và không có đúng cho lắm. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có một câu nói chính xác hơn, đó chính là có bao nhiêu tiền thì mua smartphone Samsung cũng được. Và để bây giờ mình chứng minh cho các bạn xem là mức giá từ 3 triệu cho đến 24 triệu chúng ta đều có những chiếc smartphone của Samsung, sẽ phủ lấp cái phân khúc này nhé. Đầu tiên, trong tầm giá khoảng 3 triệu hay nói chính xác hơn là dưới 3 triệu thì chúng ta sẽ có chiếc Samsung Galaxy Z2 Prime với giá bán là 2,69 triệu đồng. Và ba điểm nhấn khi nói về Galaxy Z2 Prime. Cái điểm nhấn đầu tiên khi nói về Samsung Galaxy Z2 Prime đó chính là thiết kế của nó phù hợp với lại số đông của người dùng. Màu sắc của sản phẩm vẫn trẻ trung, đảm bảo cho các bạn phù hợp từ sinh viên, học sinh cho đến các anh chị em công nhân lao động vẫn có thể sử dụng chiếc smartphone này một cách thoải mái và tự tin. Cái thứ hai nữa là màn hình của chiếc Samsung Galaxy Z2 Prime này đủ lớn để chúng ta có thể xem được những cái thước phim hoặc là xem TV online mà không cần phải lo lắng quá về cái việc là hình ảnh bị nhòe, bị mờ, không đủ chất lượng. Và cái thứ ba nữa là máy sẽ hỗ trợ 4G, đảm bảo cho các bạn vẫn có thể kết nối, gọi điện, nhắn tin với bạn bè với một cái tốc độ cao mà không cần phải lo lắng về cái việc gọi là mạng bị chậm. Nhích lên thêm khoảng 2 triệu nữa, tức là trong khoảng tầm giá 5 triệu đồng thì chúng ta sẽ có chiếc Samsung Galaxy Z6 với giá bán là 5,29 triệu. Và khi nói về Galaxy Z6 thì nó chính là chiếc smartphone sở hữu màn hình tràn viền 18.5-2.9 nhỏ nhất của Samsung, giúp bạn có thể thoải mái cầm bằng một tay mà không sợ cứng. Cái thứ hai nữa là con chip Exynos 7870 cùng với 3GB RAM trên chiếc Samsung Galaxy Z6 này vẫn đảm bảo được bạn có thể chơi Liên Quân mặc dù là đồ họa sẽ là ở mức thấp. Và cuối cùng là camera selfie của máy hỗ trợ nhiều cái chế độ làm đẹp nè, có cả đèn flash ở mặt trước cùng với là chế độ selfie xóa phông, giúp bạn có được những cái tấm ảnh selfie ưng ý nhất dành cho mình. Chuyển sang phân khúc 7 triệu đồng thì chúng ta sẽ có chiếc Samsung Galaxy A6, và nó khá giống với Galaxy Z6 ở chỗ cũng có một cái màn hình 18.5:9 nhỏ gọn. Cái thứ hai nữa là thiết kế của máy rất là chắc chắn và độ hoàn thiện cao. Màu sắc của Samsung Galaxy A6 nhìn trẻ trung hơn hẳn và phù hợp với các bạn trẻ năng động. Và cuối cùng là camera chính của máy có độ phân giải 16 megapixel cùng với khẩu độ f1.7, giúp bạn có được những cái tấm ảnh chụp thiếu sáng nó tốt hơn nhiều so với lại những đối thủ trong cùng phân khúc. Và đúng thật là Samsung họ có những cái tính toán rất là chi tiết, cứ mỗi lần nhích lên 2 triệu thì đều có những chiếc smartphone của Samsung phù hợp ở cái tầm giá đó. Và bây giờ mà đã nhích lên phân khúc là 9 triệu đồng rồi thì chúng ta sẽ có Samsung Galaxy A6+. Những cái ưu điểm gì của Galaxy A6 thì A6+ đều có, nhưng A6+ sẽ nổi bật hơn nhờ máy có cụm camera kép giúp bạn có thể chụp ảnh xóa phông chủ động. Thêm vào đó là màn hình của máy lớn hơn hẳn, giúp bạn có thêm được phần không gian hiển thị để từ đó chúng ta khi mà chơi game hay là xem phim đều có thể thoải mái nhìn vào hình ảnh và thao tác với máy dễ dàng hơn. Và bây giờ là mình đã tiến lên phân khúc cận cao cấp, và ở phân khúc tầm giá 11 triệu này thì Samsung mang lại cho chúng ta chiếc Galaxy A8 2018. Ngói ngắn gọn nhất thì Galaxy A8 2018 chính là phiên bản thật sự hoàn hảo của mẫu Galaxy A6+, vì máy có hai mặt lưng làm bằng kính giúp cho nó bóng bẩy và nhìn sang trọng hơn hẳn. Cái thứ hai nữa là máy sử dụng chip Exynos 7885 cùng với lại 4GB RAM, mang lại hiệu năng tốt hơn so với lại Galaxy A6 hay là A6+. Và cuối cùng là máy sở hữu bộ đôi camera selfie kép là 16MP và 8MP, giúp bạn vừa có được những tấm hình xóa phông mà theo cách chủ động giống như là Galaxy Note 8. Và bên cạnh đó chúng ta còn có được cả những cái tấm hình selfie góc rộng để có thể thoải mái sống ảo cùng bạn bè với lại chiếc smartphone này. Nhích lên phân khúc 13 triệu đồng thì chúng ta sẽ có chiếc Galaxy A8+ với giá bán là 13,49 triệu. Và một lần nữa thì những cái ưu điểm mà Galaxy A8 có thì A8+ cũng đều sở hữu, nhưng mà máy sẽ có dung lượng RAM lớn hơn là 6GB, cùng với đó là cái màn hình của máy sẽ đạt độ lớn là 6 inch cùng với độ phân giải là Full HD+, giúp bạn có thể thoải mái cầm nắm để mà xem phim, thao tác nó dễ hơn nhiều nếu như so với mẫu Galaxy A8. Trong phân khúc từ 14 đến 15 triệu đồng thì dự kiến là Samsung sẽ sớm ra mắt mẫu Galaxy A8 Star này để phủ vào cái phân khúc đó. Và khi nói về Samsung Galaxy A8 Star thì những cái ấn tượng mà máy để lại cho mình đó chính là nó là chiếc smartphone màn hình tràn viền lớn nhất, đạt độ lớn là 6,3 inch, cùng với đó là camera kép có độ phân giải cao lần lượt là 24 và 16 megapixel. Máy sẽ sở hữu chip Snapdragon 660 cho cái hiệu năng tốt. Và cuối cùng là dung lượng pin của máy cũng sẽ không phải dạng vừa, với độ lớn là 3700 mAh. Và cuối cùng thì là mình muốn điểm nhanh luôn là tầm 17 triệu thì các bạn sẽ có S8 Plus nè. Lên mức 19 triệu thì lúc này chúng ta đã sở hữu được Galaxy S9. Và tầm từ 22, 23 hay 24 triệu thì lúc này là bạn sẽ sở hữu được S9 Plus phiên bản vàng hoàng kim 128GB hay là mẫu Samsung Galaxy Note 8.
tụ chung thì Samsung đã phủ lấp ở mọi phân khúc, và bạn có bao nhiêu tiền thì đều có thể mua được smartphone đến từ Samsung. Và như vậy là chúng ta có thể thấy là gần như smartphone của Samsung đã phủ khắp mọi phân khúc, từ phân khúc giá rẻ 3 triệu đồng cho tới những phân khúc cao cấp 15, 20 hay thậm chí là 24 triệu đồng. Và trong những chiếc smartphone Samsung mà mình đã giới thiệu thì không biết là bạn ấn tượng với mẫu này nhất và vì sao. Về phía mình thì mình sẽ thích chiếc Galaxy A8 Star này nhất. Mời bạn cứ thoải mái để lại bình luận của mình ngay phía bên dưới nhé. Tuy nhiên đừng quên bấm vào nút like, share và subscribe để đón nhận thêm những video hấp dẫn hơn từ kênh YouTube của Thế Giới Di Động trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì mình là Nhật và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.